Có nhiều khi á, đối với những người phụ nữ á, những cái mà đáng giận nhất lại không giận, mà những cái nhỏ nhặt nhất lại là giận. Nói chung cũng có lợi, nó là không phải là nó tốn thời gian thì có tốn thiệt, nhưng mà nó cũng có được nhiều cái mình mà học hỏi thêm. Thường thường cái đó làm cho mình thích là vậy đó. Chứ tiền bạc thì đừng nghĩ tới, tại vì YouTube đó mà mình xa vời đó, nó vui là chính. Hai kỷ niệm chích thì chích, chứ mình cũng phải đeo mát hết. Như mình vô ra hãng hưởng mình, tất cả mọi người đều đeo, thì giữ giống như giữ chung cho cộng đồng. Đúng đó, cái nét người phụ nữ nó hay lắm, nó nét tinh tế vậy hả. Trừ khi người ta không muốn diện đẹp thôi đó. Chứ mà như mình phụ nữ nên diện đẹp nha, chứ không phải là có chồng con gì là cứ bề hạ đâu. Có người đàn ông nó Chào các bạn đã đến với kênh Ngữ Trần USA nha. Các bạn theo chân mình vô coi cái tiệm Taco Bell, bên trong tiệm Taco Bell như thế nào nha các bạn. Đó, cái này là cái máy mà để order tại chỗ các bạn. Order rồi mình ra mình pick up thôi. Mình có thể trả tiền tại chỗ luôn, xong mình chỉ ra mình theo số thứ tự là mình chờ mình lấy phần thôi. Còn cái này là cái máy nước ngọt mà nếu mình ngồi tại chỗ mình ăn uống các bạn, thì đến khi mình hết mình ra đây mình được free, được tự động muốn uống như uống. Còn này là cái gian hàng mà mình đứng mình order ở bạn. Ở phía trên là nó có menu, cái tất cả các loại đồ ăn ở trong đây nó có bán. Đó, hôm nay mình mua hết 30, thuế nữa là 32 đồng mấy cho 24 cái Taco Bell. Giờ tí nữa mình review Taco Bell cho các bạn xem nha. Rồi mời các bạn ăn Taco Bell với mình nha. Hôm nay mình mua Taco Bell cho tụi nhóc á. Mình ăn Taco Bell là thức ăn mẹ, tiệm của nhà hàng mẹ các bạn. Nó có gồm có đậu nè, xích gà nè, với lại thịt bò. Trong cái thành phần ở đây thì nó có thịt bò với lại salad chi. Rồi uống rượu mango với mình đó nha, cocktail cha men cocktail nữa nè. Rồi anh nói chuyện chơi vui nha các bạn. Không biết ở nước của các bạn có được chích ngừa chưa, chứ ở Mỹ bắt đầu mấy tuần nay đã được chích ngừa liên tục rồi đó. Cũng trẻ trẻ cũng từ 40 tuổi cho lên đã được chích ngừa luôn rồi. Rồi mời các bạn nha. Chi mấy con mình thì thích ăn bánh Taco Bell nữa. Cách đây một tuần mình cũng chích cái mũi thứ nhất rồi. Cái mũi thứ nhất á, lúc chích á thì tùy mỗi người, có người thì đau ê ngay lúc chích, còn mình á thì lúc đó không có đau gì hết. Nhưng mà đến khi tối về ngủ á bạn, người bắt đầu nó rim, rồi cái chỗ đó nó hơi nhức. Mà hay là mình bạn nhấc lên vậy á, nó đau lắm, và 2 ngày sau nó mới hết á. Nhưng mà mình có nghe những cái cô chú mà lớn tuổi mà được chích mũi thứ nhì á, còn nói cái mũi thứ nhì nó còn gì hơn nữa. Cái mũi thứ nhì nó còn có như làm cho người bủn rủn người cả ngày luôn á. Mình chưa biết cảm giác như thế nào, chắc sắp tới sẽ chích được mũi thứ nhì. Từ 1 tháng sau thì mỗi người cái hệ thống chích người bên Mỹ rất là hay. Bạn chích đăng ký chỗ nào thì nó giữ record vô một lần, 1 tháng sau bạn đi tới chỗ đó và chích thêm lần nữa. À.
Mở bạn nha. Cũng đỡ bạn, hãng sữa mới đầu nó cũng cho chích hết rồi, bây giờ ai cũng đi chích hết. Mình cũng đỡ lo một chút. Thực ra không phải chích là bạn không có đeo khẩu trang. Bạn chích xong, bạn vẫn phải đeo khẩu trang, nhưng mà nó đỡ hơn. Giống như mình có được cái phòng ngừa trong người vậy đó. Cũng vẫn tuân theo hết mọi các nơi là cũng phải 6 feet, cách nhau 6 feet. Đeo khẩu trang, vô ra, cũng như hạn chế chỗ đông người. Nhưng mà thiệt ra thì có chích ngừa nó vẫn đỡ hơn. Cái đó là cái điều mà người ta ai cũng muốn là phải có chích ngừa rồi phải đeo khẩu trang, cũng rửa vệ sinh tay chứ, cũng thì cái tỷ lệ lây lan nó sẽ giảm, nó sẽ mau hết cho cả thế giới, mình cũng hy vọng vậy. Cái tình trạng mà ông nghĩ mấy mùa COVID này mà bạn đâu được đi đâu đâu, đa số đi đâu nó cũng cách ly bạn hết. Bạn đi đâu bạn cũng mất ít nhất 14 đến 21 ngày. Ngày sau bạn đi đâu vui được. Rồi bạn muốn về Việt Nam đi. Bạn thăm muốn thăm gia đình 7 ngày. Mà bạn phải ít nhất phải về là 1 tháng hay 2 tháng hơn. Thì bị 21 ngày phải cách ly rồi. Ở nước nào nó cũng phải gì hết. Mình cũng nghe nói là các nước nó đang thỏa thuận với nhau là nếu mà ai mà có cái vaccine ID á, là tức là có người chích qua thì có thể được giảm cách ly hay là sao đó. Hy vọng cái đó có thể ok cho các nước thì nó cũng đỡ lắm. Tại nếu ai có cần công chuyện gấp người ta mới đi chứ thường thường cái thời buổi này không có ai muốn đi đâu đâu các bạn ơi. Cứ đi đâu mà không được bị cách ly hết rồi tiền ăn uống chi phí rồi vậy sao ai chịu nổi, trừ khi có quá công chuyện quá đột xuất hay gì thôi người ta mới đi thôi, hay quá cần thiết, chứ còn thường dạo này chắc nghĩ là đi chơi thì chắc không có rồi. Cuối tuần ngày xưa ở mấy tiểu bang mà ít người Việt đã buồn rồi, không nên cuối tuần mà COVID nữa còn buồn hơn nữa. Ở nhà thôi, nhà ví dụ cần đi mua gì chạy đi hầu như YouTuber mình còn đỡ hơn chút, lâu lâu leo lên mấy cái live của mấy bạn lên đó nhậu online. Sáng nay cũng lên nhậu online với cái leo lên kênh của Trần chị mấy anh đó, cũng nhậu vài lon với mấy bạn, giờ chỉ có vậy thôi chứ giờ đâu có đi đâu nữa. Chia bạn ơi, YouTube mà vừa nhất là vừa niềm vui, vừa có bạn bè khắp nơi chia sẻ kinh nghiệm học hỏi, mà cái YouTube này nó hay các bạn, mình học mình có nhiều cái nhiều mình chưa biết lắm, mình vô mày mò từ rap nhạc edit rồi đủ thứ các thứ mà phải học hết, nó cũng rất là vui, làm cho mình như là thông minh hơn được một chút. Chứ hồi xưa không biết gì hết luôn. Hồi xưa tại sao còn coi video, sao người ta thấy người ta có nhạc rồi có chữ rồi sao nó hay lắm, giờ mình vô cứ mày mò học thành ra nó cũng được nhiều cái hay, nói chung cũng có lợi. Nhớ là không phải là nó tốn thời gian thì có tốn thiệt, nhưng mà nó cũng có được nhiều cái mình mà học hỏi thêm. Thường cái đó làm cho mình thích là vậy đó. Chứ tiền bạc thì đừng có nghĩ tới, tại vì YouTube đó mà mình xa vời đó, nó vui là chính. Hai kỷ niệm, nhiều bạn có một giống như một cái sản phẩm, một cái video của bạn giống như là một cái gì mà bạn trau dồi thêm để mình có ghi lại những hình ảnh nó đẹp hơn. Và cái đó rất là hay, thì sau này mình nhìn lại cái đó mình cũng làm được rồi, mình học hỏi thêm những cái video đầu tiên, giống như có nhiều video mà mình chưa được hoàn chỉnh lắm, nhưng mà mình cũng vẫn tôi vẫn ngữ vẫn cứ để tại vì cứ nhớ cái đó là mình chưa có biết, giờ từ từ mình sẽ để ý từng cái thì sẽ nhìn những cái video mà chưa được hay thì sẽ từ từ mình sẽ có những video hay đó. Cái đó là cái thích mình thích ở YouTube là vậy đó, cứ học hỏi rồi
vừa đi coi của tất cả các bạn á, mình vòng 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 mình học thêm được nhiều thứ lắm. Có nhiều bạn rap nhạc rất là hay, người dùng PowerPoint rồi dùng cái những cái thứ rất là tuyệt vời luôn. Cho nên mọi thứ mình mới học chút chút. Chia bạn. Giờ cuối tuần như vậy thôi à. Như nãy mình cũng có trong video này là mình cũng chiếu sơ sơ cho bạn coi về cái tiệm của Taco Bell. Cái lúc mình đi mua đồ á thì cũng vắng lắm, mà cũng như đa số người ta mua to go về không à, tại cái bàn cũng có mà cũng cách ly vắng cho nên không ai ngồi đó ăn nhiều, người ta số người ta mua đem về. Vậy Taco Bell này cũng như cái giữ ăn chơi mà. Nó vừa có người cũng thích cái loại này, nó vừa có cái bánh chén nè, có thịt bò xay nè, có chi nè, có salad nè, rồi mới có sốt à, đó mình cứ không đỡ ghiền. Rồi các bạn nha. Chưa vào. Mình ngày chích mũi thứ nhì cũng 3 tây tháng 4, nhưng như còn cũng mấy tuần nữa, 2 tuần nữa, 2-3 tuần. Chích thì chích, như mình cũng phải đeo mask hết, cũng như mình vô ra hãng hưởng mình tất cả mọi người đều đeo thì giữ giống như giữ chung cho cộng đồng. Ồ, mình còn phải đau ra một cái nữa. Cũng có ngày quốc tế phụ nam nữa nha các bạn. Mình tưởng chỉ có quốc tế phụ nữ thôi chứ bây giờ cũng mình thấy cũng có quốc tế phụ nam nữa. Quốc tế phụ nam là bác biết các bạn biết là ngày nào không? Ngày 19 tây tháng 11. Phụ nữ thì có 8 tháng 3 nè, 20 tháng 10. Còn phụ nam cũng cũng có một ngày 19 tây tháng 11 nữa các bạn. Ngày trong thế giới này phụ nữ rồi trên hết rồi, người nam có không có một ngày chút xíu thôi, cái phụ nữ là tôn vinh phụ nữ là đúng nhất, phải không? Nói gì chứ người phụ nữ là người có thể cho bạn sung sướng nhất nhưng mà cũng có thể là người cho bạn đau khổ nhất. Người phụ nữ đặc biệt lắm, không 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 người nào giống người nào đâu, người phụ nữ rất rất là đặc biệt. Có nhiều khi á, đối với những người phụ nữ á, những cái mà đáng giận nhất lại không giận, nhưng mà những cái nhỏ nhặt nhất lại là giận. Người mà không biết đâu là vậy, người ta nói là cái gì à, lòng dạ người đàn bà giống như là mò kim đáy bể, giống như là một cái đại dương bao la mà rớt cái kim xuống rồi bạn tìm không ra rồi sao ạ, rớt xuống chậu nước là mình đã không tìm ra rồi, cũng như rớt xuống một cái đại dương. Mà công nhận nói thiệt,
Người phụ nữ này trên thế giới này không có phụ nữ nào xấu. Phụ nữ chỉ những người phụ nữ không, giống như là không muốn mình đẹp thôi. Bảo lắm. Người phụ nữ mà người ta chỉ cần biết cách thu gọn xíu thôi là tự nhiên nó khác liền, đẹp liền à. Cái đó mình cảm nhận đúng á. Cái nét người phụ nữ nó hay lắm, nó nét tinh tế gì không. Trừ khi người ta không muốn diện đẹp thôi á, chứ mà nhưng mà phụ nữ nên diện đẹp nha, chứ không phải là có chồng con gì là cứ bề hạ đâu. Có người đàn ông nó trong ánh mắt người ta cũng rất 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 thích người phụ nữ giống như là có cái gì mới mới lạ, à không phải, hay là cái gì nó hay hay không biết lắm, nhưng mà đừng có để bù xù đầu ở đấy. Không phải là một cái như là này, nhưng mà giống như là phải tự làm đẹp cho mình tí xíu. Nói chung là người đàn ông đa số vậy. Còn đàn ông á, cái nói chung thôi nha, mình theo theo cái quan điểm của mình á, đa số là thích ngọt. Nếu mà bạn muốn người đàn ông, nếu các phần phụ nữ mà muốn người đàn ông của bạn làm được điều gì cho bạn thì cứ ngọt, bảo đảm nó cũng lười cách mấy nó cũng phải làm à. Bảo đảm nó ngọt, ngọt là được cái đường mà đi tới tim đàn ông nhanh nhất. Ví dụ người đàn bà đó là người đi được tới trái tim phụ nữ, có thể là qua ăn uống ăn gì nữa, nhưng mà người đàn ông á là nếu mà dễ xa nhất á, là phải ngọt ngọt đó. Chứ đừng có sẵn cái đó. Thôi chia sẻ những chút thám chuyện vui vui cho cả nhà thôi, cứ cuối tuần không biết làm gì. Thôi chia các bạn ơi, hôm nay video tới đây cũng đã dài rồi, mình cũng bye bye các bạn nha. Chúc các bạn một ngày cuối tuần, một cuối tuần thật nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc bên người thân và bạn bè nha. Rồi, chào. Bye bye cả nhà. Bye bye.